Xin chào tất cả anh em đang nuôi ruồi nính đen toàn quốc. Hôm nay bên em có thời gian rảnh, cầm một cái mùng giải ra cho các anh em nuôi ruồi nính đen, đặc biệt là cho anh em nuôi ruồi nính đen toàn quốc. Hội đó là bên em quản trị viên, thì anh em nào muốn mua cái mùng bé, kích thước bé về để chăn nuôi nhỏ lẻ, hoặc là chăn nuôi cá cảnh, chim cảnh, hoặc là chăn nuôi về những cái con vật này con vật kia, muốn mua cái mùng bé như này. Nhưng đa phần ngày xưa thì người ta hay nuôi những cái mùng bé để ép cho con ruồi nó đẻ rất là cao, đẻ rất là nhiều trứng cho quý vị. Cho nên là anh em nào muốn mua kích thước bé phân theo lô, phân theo lô thì cứ liên hệ với bên mình. Mùng này có thể cho được chó cảnh, chim cảnh được vào trong cái này, vào trong cái mùng này để cho đỡ muỗi đỡ cắn. Em hay bán trên sen đỏ, Lazada, Shopee là bán về cho chim cảnh và chó cảnh, mèo cảnh. Đây là cảnh cái lồng cho để cho con mèo, chó cảnh, mèo cảnh đặt cắn cái lồng vào cho muỗi đỡ đốt đấy. Lồng mùng cho mèo. Đây là cái lồng cho vào nuôi mèo cho muỗi cắn, lồng mùng cho mèo.